Vâng, những sản phẩm BMB 850C là một dòng loa có kiểu dáng rất là đẹp. Các bác cùng xem đây. Được sử dụng bát 25 và 4 loa jack. Dòng loa này có kiểu dáng đẹp, trưng bày thì tuyệt vời. Các bác để hai bên tủ thì cặp loa trông rất là khỏe khoắn. Và với sản phẩm 850C này, các bác sử dụng vào âm ly thì nó vượt trội hơn rất nhiều các dòng khác. Đấy, giải tép của nó cực kỳ là mịn và sạch sáng trong vắt. Đấy, tiếng bát của nó rất là lẩy các bạn. Đấy, dùng vào âm ly thì cặp loa này nó hiệu quả nhất. Và các bác có thể dùng vào cục đẩy, những cục đẩy các bác đánh với cặp loa này rồi vang, các bác hát karaoke trên cặp loa. Đây, cặp loa là chuyên cho karaoke và nghe nhạc của BMB. Phiên bản 850C, dòng loa rất là hay và kiểu dáng cực đẹp các bạn. Sáng ngày hôm nay em sẽ test thử hai cặp loa này, chuyển cho các bác. Vâng, đầu tiên là bác Út Tài, bác ở tỉnh Hậu Giang. Đấy. Bác ở phường Lai Hiếu, thành phố Ngũ Bảy, tỉnh Hậu Giang. Và một cặp nữa là ở An Giang. Vâng, toàn có chữ Giang thôi. Vâng, Hiệp Hòa Bắc Giang chuyển vào An Giang và Hậu Giang. Đấy. Hai cặp sáng ngày hôm nay trả đơn các bác. Vâng, với cặp loa đẹp long lanh. Cặp loa này thì được nhiều anh em giới thiệu, nếu nó xuất sắc này thì gọi là hàng lai lưu, nhưng thực sự là quá đẹp các bạn. Hàng bãi mà như này gọi là hàng đẹp xuất sắc, chứ còn lai lưu mới lai đồ thì em không dám quảng cáo quá. Vâng, chỉ nói một từ là rất là đẹp, zin đét các bạn. Cảm ơn các bác trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ Ngọc Hoàng Bắc Giang. Alo.